Xin chào quý vị và các bạn. Trên tay mình đang là một chiếc đồng hồ thông minh, mà mới nhìn qua thì ngay cả chuyên gia cũng nghĩ đây là Apple Watch. Sự thực thì không phải như vậy đâu. Đây chính là chiếc InWatch A. Và hôm nay thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu chiếc InWatch A có gì đặc biệt và mức giá của nó tại sao lại cao hơn những sản phẩm tiền nhiệm nhiều đến vậy. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy thiết kế của chiếc InWatch A là vô cùng ấn tượng. Dòng Apple Watch đến 96,69%. Về phía bên phải của chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một camera được đặt ở cái núm ở đây. Nhưng cái núm này không để xoay được. Ở phía dưới chúng ta có một phím nguồn được gia công rất là tinh tế và có một đường diamond cắt nhẹ như sản phẩm Apple Watch. Phần khung thiết kế của chiếc đồng hồ này thì được gia công khá là chắc chắn, không còn tình trạng nhựa ọp ẹp như những sản phẩm tiền nhiệm trước nữa. Và mình đánh giá nó là sản phẩm đẹp nhất, chắc chắn nhất trong các sản phẩm của InWatch. Không như những sản phẩm trước, mở thì khá là dễ dàng. Chúng ta còn phải tháo 4 con vít này ra thì cái nắp lưng này mới có thể được tháo rời. Con máy này thì chúng ta có một cục pin 450mAh, thấp hơn sản phẩm tiền nhiệm là InWatch C Plus S là 100mAh. Vì thế nên hiệu năng sử dụng của nó cũng khá là thấp. Vì nó trang bị một micro SIM nên chúng ta có thể nhắn tin nghe gọi bình thường như những sản phẩm tiền nhiệm. Nó có dock sạc cắm vào cổng micro USB và sạc một cách bình thường. InWatch A có sợi dây bằng cao su, đeo rất là phê, đeo vào tay thì cảm giác khác hẳn với con đồng hồ khác. Nó mềm mịn và đeo trong thời gian dài rất là dễ chịu. Nhưng nếu như bạn đi bằng xe máy thì nó có đặc điểm là rất dễ bám bụi. Màn hình cảm ứng của InWatch A thì là màn hình cảm ứng điện dung có độ phân giải là 320x320 pixel, rất sắc nét và không hề có hiện tượng vỡ hạt. Hơn thế nữa thì nó còn sử dụng màn hình cong 2.5D, cho cảm giác vuốt tay thì nó phê hơn và có dán sẵn luôn màn hình. Còn đây là giao diện chính của nó, vẫn là con bướm. Quá giống Apple Watch, hiển thị con bướm thì có thể đổi khi chúng ta ấn mạnh vào nó, nếu như chúng ta không thích cái con bướm này. Wow, nó có hơn 16 mẫu hiển thị cho chúng ta lựa chọn khi chúng ta vuốt qua vuốt lại đó, rất nhiều những mẫu đồng hồ chúng ta có thể lựa chọn. Ok, khi chúng ta vuốt xuống một lần thì nó sẽ hiển thị mức pin cũng như là vạch sóng của chúng ta để chúng ta có thể tiện theo dõi. Vuốt xuống 2 lần thì nó sẽ hiển thị lên để chúng ta có thể chọn được là âm thanh, âm lượng và độ sáng màn hình. Ngoài ra thì chúng ta có thể chọn ngôn ngữ luôn ở đây. Khi chúng ta vuốt lên trên thì chúng ta sẽ có giao diện menu cùng những tính năng thú vị. Chiếc đồng hồ này thì vẫn có nghe gọi nhắn tin như những sản phẩm trước, nhưng con này thì nó chất ở chỗ là nó chạy trên hệ điều hành 4.4.2. Nên chúng ta sẽ có Play Store, chúng ta tháo hồ download những ứng dụng để về chơi hay là sử dụng. Ok, khi mà chúng ta muốn thoát một cái ứng dụng đấy hoặc có back lại, chúng ta chỉ được vuốt từ trên xuống. Đầu tiên là phần cài đặt thì chúng ta có phong cách này. Thực ra là chỉ để đổi cái hình nền và kích thước con chữ. Thư viện hình nền của chúng ta rất nhiều, chúng ta có thể tùy chọn hình nền theo sở thích của chúng ta. Vuốt xuống phát nữa, chọn kích thước phông chữ đó. Chúng ta có thể chọn, vì cái màn hình này nó khá nhỏ nên chúng ta sẽ để cái phông chữ là rất lớn để anh em dễ theo dõi. Về phần liên kết đi, liên kết thì con này được trang bị thêm cả wifi. An tâm, chúng ta có thể download được những cái ứng dụng và những cái game của Play Store. Kết nối Bluetooth của con này thì cũng khá chất khi chúng ta kết nối với những điện thoại Android để chúng ta có thể sử dụng vào nhiều mục đích như tìm điện thoại hay là chụp ảnh từ xa, vân vân. Cái con máy này thì nó có một cái chức năng khá là hay, đó chính là power saving, tiết kiệm pin. Khi chúng ta chọn, nó lập tức tắt wifi của chúng ta, sau đó tắt một số những cái bluetooth, xong rồi dữ liệu 3G, GPS, vân vân, để tiết kiệm pin cho chúng ta. Một chức năng khá là hay ho. Chỉ bởi vì con máy này chỉ có 450mAh, yếu hơn rất nhiều so với những cái sản phẩm tiền nhiệm. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tới, đó chính là máy ảnh. Con máy ảnh này của chúng ta thì khá khủng so với cái con máy ảnh InWatch C Plus S. Nó gấp rất nhiều lần, nó có độ phân giải 5MP và chúng ta có thể chỉnh rất nhiều những thông số ở đây, ví dụ như độ phơi sáng, hiệu ứng màu hay chế độ chụp cảnh, cân bằng trắng, vân vân. Ok, phần chụp ảnh của chúng ta thì nó có thể phát hiện khuôn mặt tự động chụp luôn. Ngoài ra thì nó có những cái chế độ hay như là chụp liên tiếp 40 ảnh. Còn ở chế độ quay phim thì chẳng có gì ngoài cái chỉnh micro chất lượng hình ảnh thì cao hay là thấp hay là trung bình. Và tôi đã thử quay một số hình ảnh, các bạn có thể xem luôn ở đây. Đây, ví dụ con này có độ phơi sáng rất tốt khi chúng ta quay vào buổi tối hoặc là ban ngày. Với bộ nhớ 4GB và camera 50MP
chúng ta rất thuận tiện khi mà đi xe máy thì chúng ta có thể lấy con đồng hồ này để làm camera hành trình được, khá ổn. Âm thanh của nó lấy thì cũng khá là tốt. Và phần phía dưới này chúng ta có những ứng dụng của nhà sản xuất, ví dụ như là có nghĩa là ví dụ chạy bộ rồi, xong rồi cả ăn uống calo như nào, hay là cảm biến nhiệt tim, vân vân. Nhạc thì phát cũng nghe cũng khá là ok, nhưng mà con máy này thì nhạc của nó bé hơn rất nhiều so với con Iwasi Plus S, nhưng chất lượng âm thanh của nó thì lại quá tốt. Bay chưa? Phê quá rồi. Ok, chúng ta có thể download rất nhiều nhạc về đây để chúng ta nghe cũng được. Nhưng mà pin, do pin có thể yếu nên thành ra là sử dụng những cái ứng dụng cũng khá hạn hẹp. Thời tiết, khi các bạn kết nối với cả wifi thì lập tức nó sẽ thông báo thời tiết. Ví dụ bạn đang ở Lũng Cú này, hiện tại đang có tuyết rơi, hay là bạn đang ở Hà Giang đang có hoa tam giác mạch, vân vân. Về phần tiếng nói này là một cái mình rất thích. Ok, để mình kết nối wifi đã, sau đó chúng ta có thể dùng cái phần tiếng nói đấy. Lúc đầu tiên mình chả hiểu cái đấy là cái mẹ gì, nhưng mà đến lúc về sau thì mới biết nó là một cái công cụ để tìm kiếm trên Google bằng tiếng nói. Cái phần tiếng nói này, khi mà các bạn kết nối wifi thì chúng ta có thể nói trực tiếp ở đây và nó sẽ search luôn trên Google, khá là hay ho. Ở đây thì chúng ta được trang bị email và chúng ta có thể đăng nhập email ở đây để theo dõi xem mail của chúng ta có ai gửi mail không, quản lý công việc khá là tốt. Dĩ nhiên rồi, khi mà chạy trên hệ điều hành Android 4.4.2 thì nó cũng được trang bị Play Store và chúng ta có thể download những cái tiện ích hoặc là những cái ứng dụng hay kể cả là game để chúng ta có thể sử dụng. Ở đây chúng ta có trình duyệt, vẫn dùng như bình thường thôi, vào mọi trang web đều ok và chạy khá là nhanh. Tech One xem sao. Ghi âm, báo thức, những cái này hầu hết là có hết trên những cái con điện thoại cùi cùi cũng có rồi. Thư viện, quản lý file, thiết bị của tôi. Khi các bạn vào cái ứng dụng gần đây thì nó sẽ hiện lên tất cả những cái ứng dụng mà bạn dùng. Bạn có thể xóa đi, trượt như trên một chiếc điện thoại luôn, hoặc là có thể on clone luôn, sẽ không còn ứng dụng nó chạy nữa. Ở cái màn hình chính này, khi chúng ta vuốt sang bên thì lập tức nó sẽ là một cái phím tắt để chúng ta chơi nhạc luôn. Đã chưa? Về phần này thì nó cũng là một cái phím tắt để cho chúng ta quản lý sức khỏe, theo dõi sức khỏe của chúng ta. Ví dụ như là chạy bước nhỏ này, hoặc là kể cả chạy theo dõi chuyển động, rồi bữa ăn tính calo, vân vân. Ví dụ ăn sáng của chúng ta chơi 100 calo, sau rồi ăn trưa thì chúng ta ăn đậu 100 calo. Về phần này thì là những cái thông báo của chúng ta, ví dụ là tin nhắn này hay là các cái đều có được thông báo đấy hết. Nếu như chúng ta muốn sở hữu em Iwata này thì chúng ta hãy đến ngay Tech One hoặc là truy cập Tech One để chúng ta mua hàng online. Nếu như bài này hay thì các bạn hãy like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh của chúng tôi ra những clip hay hơn và đặc sắc hơn. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Tech One, uy tín và giá trị đích thực.